Xin cảm ơn quý thính giả và đang giữ làn sóng Hồng Việt TV. Tiếp theo sau đây là phần tin Việt Nam mở đầu với Julie. Mở đầu phần tin Việt Nam là tin một nữ Facebooker bị tuyên án 1 năm rưỡi tù vì đăng 3 bài viết nói xấu lãnh đạo. Ngày 23 tháng 8, báo chí trong nước đưa tin một tòa án ở thành phố Sài Gòn vừa phạt một người dùng Facebook 1 năm 6 tháng tù vì đăng trên Facebook cá nhân 3 bài viết có nội dung xuyên tạc phỉ báng Đảng Cộng sản Việt Nam, xúc phạm nói xấu lãnh tụ, lãnh đạo đảng, nhà nước. Theo đó, Bao Vũ Ngọc Sửu, 50 tuổi, đã bị hội đồng xét xử cấp phúc thẩm Tòa án Nhân dân thành phố Sài Gòn bác kháng cáo và tuyên y án 1 năm 6 tháng tù hôm 22 tháng 8 về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Theo cáo trạng, từ ngày 19 tháng 5 năm 2019 đến ngày 29 tháng 1 năm 2021, Bao Vũ Ngọc Sửu đã đăng trên Facebook cá nhân có tên Vũ Ngọc 3 bài viết có nội dung xuyên tạc phỉ báng Đảng Cộng sản Việt Nam, nói xấu lãnh tụ, lãnh đạo đảng, nhà nước. Tin cho hay bà Sửu đã thừa nhận hành vi phạm tội và giải thích rằng do bản thân bà thấy bức xúc về các vấn đề xã hội nên đã đăng những bài viết trên. Tất cả là do bộc phát cá nhân chứ không bị ai xúi dục. Luật sư bào chữa cho bà đã nêu tiền sử điều trị bệnh tâm thần của bà và đề nghị cho bà hưởng án treo, nhưng đề nghị này đã bị bác bỏ. Nhiều nhà hoạt động tỏ ra bất ngờ khi biết tin bà Vũ Ngọc Sửu bị bắt và tuyên án tù khi các tin về bà đột nhiên bị biến mất trong thời gian qua. Theo nhận định của tài khoản Facebook Hồng Ly SG, bà Vũ Ngọc Sửu là một trong những gương mặt phản biện sắc sảo trên Facebook được nhiều người biết đến. Việt Nam và Hoa Kỳ tăng cường kiểm soát và khai thác gỗ bất hợp pháp. Nhóm công tác chung về mặt hàng gỗ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong hai ngày 22 và 23 tháng 8 tiến hành phiên họp tại thủ đô Washington DC. Thông tấn xã Việt Nam loan tin cho biết Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Nguyễn Quốc Trị và trợ lý đại diện thương mại của Hoa Kỳ Kelly Milton, phụ trách lĩnh vực môi trường và tài nguyên, đồng chủ kỳ kỳ họp. Và tại kỳ họp này, đại diện chính quyền Hà Nội cho biết rằng Việt Nam luôn cố gắng ở mức cao nhất để thực hiện được thỏa thuận và cam kết hướng đến một ngành lâm nghiệp minh bạch, bền vững và có trách nhiệm. Việt Nam cam kết tham gia cùng nỗ lực quốc tế trong bảo vệ môi trường hành tinh trái đất. Phía Hoa Kỳ khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam để tăng cường năng lực của các cơ quan thẩm quyền hướng đến bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và kiểm soát khai thác gỗ bất hợp pháp. Bên cạnh đó, có tin Hoa Kỳ lại tiếp tục gia hạn đến tháng 10 năm nay và tháng 1 sang năm thì mới ban hành kết luận điều tra xem xét phạm vi sản phẩm và lẩn tránh thuế, phòng vệ thương mại đối với tủ gỗ nhập từ Việt Nam. Cụ thể, dự kiến đến ngày 2 tháng 10, Bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ ban hành kết luận cuối cùng về điều tra xem xét phạm vi sản phẩm. Và đến ngày 16 tháng 10, 2023 và 15 tháng 1, 2024, sẽ ban hành kết luận sơ bộ và kết luận cuối cùng đối với điều tra lẩn tránh thuế tủ gỗ Việt Nam. Tỉnh Thái Bình giảm diện tích khu bảo tồn không đúng luật. Trước quyết định của tỉnh Thái Bình chuyển đổi hơn 11.000 ha khu bảo tồn thiên nhiên Tiền Hải để làm khu kinh tế, Cục Bảo tồn Thiên nhiên và Đa dạng sinh học vừa có văn bản báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cơ quan quản lý đa dạng sinh học cho rằng quyết định chuyển đổi 90% diện tích khu bảo tồn thiên nhiên Tiền Hải của Thái Bình Dương đúng luật gây nhiều ảnh hưởng. Theo Phó Cục trưởng Hoàng Thị Thanh Nhàn, khu bảo tồn thiên nhiên Tiền Hải nằm trong danh mục các khu bảo tồn thiên nhiên được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố, cũng như nằm trong quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Đây là di sản thiên nhiên theo quy định tại điểm A khoảng 1 điều 20 Luật bảo vệ môi trường, chế độ quản lý, điều chỉnh diện tích ranh giới của khu bảo tồn thiên nhiên Tiền Hải không chỉ tuân thủ pháp luật về lâm nghiệp mà còn phải tuân thủ pháp luật về bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và môi trường. Do vậy, tỉnh Thái Bình phải xin ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo cơ quan quản lý về đa dạng sinh học, quyết định giảm 90% diện tích khu bảo tồn thiên nhiên Tiền Hải từ 12.500 ha xuống còn hơn 1.320 ha của tỉnh Thái Bình
sẽ ảnh hưởng tới việc thực hiện các mục tiêu về bảo tồn đa dạng sinh học, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, thực hiện các cam kết với quốc tế và chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên WWF cho hay, khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải không chỉ là vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển châu thổ sông Hồng, mà còn là một trong 63 vùng chim quan trọng IBA có ý nghĩa toàn cầu, đã được quốc tế công nhận. Nhiều ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất tiết kiệm. 4 ngân hàng quốc doanh và một số nhà băng tư nhân vừa đồng loạt giảm lãi suất tiết kiệm về dưới 6% một năm. Cụ thể, các ngân hàng Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank vừa điều chỉnh biểu lãi suất tiền gửi với mức giảm lên tới 0.5%. Tính từ đầu năm đến nay, đây là lần thứ 5 mà nhóm 4 ngân hàng lớn đồng loạt giảm lãi suất về lãi suất tiết kiệm. Và lãi suất tại nhóm quốc doanh hiện đã giảm về dưới 6% một năm, trong khi đầu năm nay niêm yết từ mức 7.5 cho đến 8% một năm. Bên cạnh đó, có hơn chục nhà băng tư nhân cũng vừa tiếp tục điều chỉnh biểu lãi suất trong vài ngày gần đây. Và đây là đợt thứ 2 mà nhóm này giảm lãi suất chỉ riêng trong tháng 8. Các ngân hàng dồn dập giảm lãi suất tiết kiệm trong bối cảnh thừa vốn. Theo Ngân hàng Nhà nước, thì tăng trưởng tín dụng tính đến hết tháng 7 đạt khoảng 12.47 triệu tỷ đồng, chỉ tăng 4.56% so với đầu năm, trong khi định hướng tăng trưởng cả năm là 14-15%. Tín dụng thậm chí tăng trưởng âm trong tháng 7 do khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế kém, nhiều doanh nghiệp suy giảm tài chánh, khó tiếp cận vốn vay hơn trước. Bị nợ lương nhiều tháng, người lao động khốn đốn. Hàng trăm nhân viên công ty cổ phần kỹ thuật công nghệ Sài Gòn TechGel tại Sài Gòn bị nợ lương bảo hiểm xã hội từ tháng 4 đến nay. Một nhân viên ở đây cho biết họ chia sẻ và đồng hành với tình hình khó khăn của công ty. Hàng trăm người lao động ban đầu đã chấp nhận chậm lương, nợ lương. Nhưng liên tiếp nhiều tháng hầu như không ai nhận được khoản tiền lương nào, khiến cho không ít người lâm cảnh túng quẫn. Người lao động đã tìm đủ mọi cách để gặp lãnh đạo công ty, yêu cầu họp công khai tại công ty, tìm đến dự án của các đối tác cầu cứu, thậm chí tìm đến nhà riêng của lãnh đạo công ty yêu cầu trả lương. Anh MT, người lao động của TechGel, nói vì không được trả lương, anh buộc phải vay tín dụng, rồi vay nóng để trang trải cho gia đình với hai con nhỏ. Anh TT, cựu kỹ sư của TechGel, mới nghỉ việc thời điểm tháng 8 cho biết, nhân sự công ty bắt đầu rơi rụng dần vì không nhận được lương khi lãnh đạo công ty liên tục cho ăn bánh vẽ bằng những lời hứa hẹn. Và bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức cuối ngày hôm nay của Hồng Việt TV với Trương Minh và Julie. Xin ân ái mến chào quý vị.